Hello, xin chào cả nhà. Đây là sáng chủ nhật nè, ngày 23 tháng 4 2023 nè. Bây giờ mình hướng dẫn cho cả nhà làm cái mì tàu nha, gọi là mì trứng ha, cũng rất là dễ làm lắm. Mình dùng bằng máy Philips để mình làm, hoặc là mình có thể cán hình sắt bằng tay cũng được. Mì rất dai, giòn và mềm. Nguyên liệu gồm có của ngày hôm nay là bột mì nè cả nhà, bột mì không, muối nở, nước cho tàu, hoặc là cái gluten, cái bột này mình làm cũng được. Trong ba loại mình làm một loại thôi, có 5 gram muối, 2 cái trứng, nước, cái khắp, cái cây quét bột này, thêm cái cân. Bên đây thì mình có cái máy Philips nè đó, đây cái thao với một cái mâm và cái đồ để mình cắt bột đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện nha. Nếu cả nhà yêu thích thì cùng làm với gia đình mình nha. Thì mình sẽ giải thích ba cái công đoạn của để mình làm mì cho nó dai đó. Nếu mà mình làm cái nước cho tàu này đó, ở ngoài chợ Việt Nam cũng có bán, mình mua về mình làm thì nó đúng theo của tụi người Hoa nhiều hơn là người Việt mình làm. Cái công thức này rất là dễ. Nếu các bạn không tìm được cái nước cho tàu thì mình dùng cái muối nở. Muối nở này mình sẽ đổ lên trên một cái khay, rồi mình nướng trước khi mình làm. Mình nướng trong vòng 1 tiếng đồng hồ rồi mình bỏ vô keo để dành. Mỗi lần mình làm thì chỉ có 2 gram muối nở thôi. Còn nếu nước cho tàu mình làm thì khoảng 6 gram. Hoặc là mình không có nước cho tàu hay là nước muối nở thì mình có cái bột gluten này cũng được. Cái gluten này thì mọi người có thể cho nó là bảy mươi gram bột gluten này, thì mình hòa quyện với lại 40 gram bột năng thì mình làm mì ra cũng sẽ dai thôi. Bây giờ thì mình hôm nay mình không có sử dụng cái gluten với cái muối nở này, mình sẽ sử dụng nước cho tàu. Giờ cả nhà bắt đầu làm cùng mình nha. Mình sẽ dùng bột mì đa dụng có cái độ tinh là 11.7%. Đó cả nhà, đó. Dùng cái bột mình làm. Bây giờ mình cân ra là 500 gram. Cân ra 500 gram bột. Mình sẽ đem cái bột để qua một bên. Bây giờ mình bắt đầu mình cân nước. Mình sẽ có 2 cái trứng nè. Mình cho vô 2 cái trứng. Hai cái trứng gà này mình cộng chung với nước ra là 240 gram. Mình sẽ cho 5 gram muối vô trong đây, để vào đây. Bây giờ mình sẽ cân cái nước cho tàu là 10 gram. Tại mình làm nước bồn sẽ là 10 gram thôi cả nhà. Đúng là 1/2 cao 50 gram thì là 6 gram. Sẽ cho nó vô trong cái trứng này luôn. Rồi hỗn hợp mình sẽ đánh lên.
Đây là cái máy Philips của mình. Bây giờ mình mở ra mình cho bột vô. Để mình trộn bột trước nha. Mình sẽ cho 500g bột vào trong này. Cho 500 bột vô. Giờ mình bỏ đậy nắp lại. Mình bấm máy nè cả nhà. Đây là cái nút điện đó, bật điện. Rồi mình sẽ bấm cái nút để cho nó trộn bột trước. Cái lúc trộn bột thì mình quậy cái trứng này, mình sẽ cho vào ở bên trong của cái bột để nó trộn bột cho đều. Mình cho hết lượng trứng này vô luôn nha cả nhà. Đó. Rồi giờ mình để ra cho bột nó trộn. Bột nó trộn tới 3 phút thì nó sẽ ngưng. Là mình sẽ cho bột nghỉ trong vòng 15 phút. Cái bột của mình nó trộn còn khoảng 40 giây nữa. Mình mở cho cả nhà xem có cái bột như thế nào trước. Khi mình ép ra thành sợi mì. Đây bột còn 5 giây nữa. Bây giờ mình sẽ cho bột nghỉ nha. Đó, bột nó ngừng đó, mình sẽ tắt máy. Mình cho bột nó nghỉ. Mở máy cho cả nhà xem. Đây cái lượng bột của mình nè. Nó phải khô như vậy nè cả nhà đó. Như vậy thì mình làm cái mì nó mới ngon. Chứ mà nó nhão quá thì làm không có được. Như vậy là cảm thấy ok. Đó. Giờ mình để nó cho bột nghỉ nha. Trong thời gian mình để bột nó nghỉ nãy 30 phút đó. Cho cái mâm này mình cho một ít bột mì lên để lát mình ép ra cho đừng có bị dính. Đó, mình rải lên cái mâm nè. Rồi mình để đây. Đây bột hồi nãy giờ nghỉ được 30 phút rồi cả nhà, mình lấy ra xem. Đó. Nó hơi khô lại chút xíu. Đó. Bây giờ mình sẽ nhồi lần thứ hai là mình ép bột ra. Chạy 3 phút. Cho lúc máy nó nhồi đó, thì mình để cho máy tự động nó nhồi. Thì mình phải canh cái máy nha cả nhà. Sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái máy quay tay cũng cắt bột có thể dễ làm hơn là cho những người không có máy Philips để họ mua có thể là dễ dàng họ quay bằng tay. Giờ mình chờ cho nó tới 3 phút cho để nó ép ra. Để máy giờ nó còn khoảng 5 giây nữa là cả nhà. Bây giờ nó sẽ ngừng và nó sẽ quay ngược cái lại và nó ép bột ra nha. Cái bột đầu tiên nó ép ra đó thì có thể là nó có răng cưa, nó không có được mịn màng nên mình phải bỏ cái bột này sau mình bỏ vô máy mình ép lần nữa thì cho nó ra cái cọng nó mướt mà hơn. Bây giờ mình dùng qua cái cọng hơi to chút xíu. Một hồi mình sẽ qua một cái lỗ nhỏ này nè. Đó. Thì nó cọng mì sợi nó nhỏ hơn. Đây cả nhà thấy cọng mì nó ra không? Nó rời rạc luôn. Nó rất là rời. Ở dưới này mình đã có cho bột mì sẵn rồi. Nó hơi răng cưa chút xíu nhưng mà cọng mì vẫn mượt mà. Ngon. Thơm mùi trứng. Mình sẽ cắt nó ra. Mình bỏ thế này là mình trộn qua bột đây. Mình cứ tiếp tục mình để cho nó ra vậy đó. Mình sẽ quay gần lại cho cả nhà xem nha.
mì nó bước ra cả nhà thấy không, nó hơi có răng cưa chút xíu, nó chưa mịn màng nhưng mà nó sẽ rất là rời, nó không có dính nha. Đó, mình sẽ dùng cái bao tay này đó, mình cắt cái bột này ra rồi mình trộn lên đây này với bột cho nó dính. Đúng, để lát mình bỏ vô mình sẽ ép lại lần thứ hai. Còn mì rất là ngon cả nhà thấy không, dễ làm lắm. Mình ở nhà mình làm, mình có mì mình ăn luôn tại chỗ luôn, còn mì cũng rất là dai. Chỉ mới có nghỉ 30 phút là con mì đã dai rồi, mình sẽ cho cả nhà xem con mì như thế nào nhé. Đó, mình cứ dịch ra, mình bỏ xuống đây, mình cứ nhúng bột rồi đảo rồi đó lại. Mì ép ra dai giòn nha. Đây còn mì vẫn tiếp tục ra dai giòn. Mình sẽ cho cả nhà xem con mì nó dai như thế nào nè. Đó, đây con mì không? Đúng nè, nó dai nó không đứt luôn. Còn mì rất là dai. Làm mì xào giòn hay mì trụng gì cũng ngon. Sẽ lấy thêm một sợi khác cho nhà xem. Đó, thấy cậu mì, đồ mì nó dai không? Của nước cho tàu nè, rất là dai luôn. Cũng dai của mì. Cái mình bỏ vô mình làm tiếp lại. Sẽ bỏ vô mình trộn lần lần nữa là mình sẽ cho ép ra. Là cái đó là mì đó mình ăn được rồi đó. Để máy nó ép ra hết rồi. Bây giờ mình tắt máy, mình sẽ cho vô trong máy trở lại để mình này ép ra lần sau cùng nhất. Giờ mình tắt máy nha. Xin lỗi, bây giờ mình phải mở cái này ra để mình đổi cái khuôn nhỏ hơn chút xíu. Sẽ cho máy nó chạy lại nè, nó trộn rồi nó sẽ ép ra lần sau cùng nhé. Mình sẽ cho vô cái mâm thêm một chút túi bột mì nữa. Đó, để cho được nó dính.
thời gian mình chờ nó ép trong vòng 3 phút nha cả nhà. Nó trộn trong vòng 3 phút. Đó, còn 26 phút nữa nè cả nhà. Là nó ép ra là mình đã có mì mình ăn rồi. Mình muốn ăn tiệc khi ăn mì gì ở trong gia đình đó thì mình đã làm trước một ngày hoặc là hai ngày. Khi mình để tủ lạnh thì qua một hai ngày thì cọng mì nó sẽ dai hơn. Nhưng mà mình để lâu nhất trong tủ lạnh là 7 ngày thôi. Còn nếu cả nhà chưa có ăn thì phải bỏ vô tủ đá để dành nó trong vòng được tới 3 tới 5 tháng nha. Đó, bây giờ nó sẽ quay ngược cái này nó ép mì ra. Để mình coi cuộn mì nó như thế nào. Cái này là cuộn mì nhỏ nè cả nhà đó. Cuộn mì nhỏ dễ thương không? Nó lú ra nè. Cuộn mì nó rất là đẹp luôn. Cho lên một chút xíu bột. Dạ, thấy cọng mì dễ thương không? Đó, bây giờ nó ra cọng mì rất là ngon lành, hoàn hảo luôn, tuyệt vời luôn. Quay gần cho cả nhà xem nha. Đây, cọng mì này rời đạt. Nó rời luôn. Quá cỡ rời luôn. Ngon quá chừng luôn. Mình muốn dài cỡ nào cũng được. Mình để cho nó ra dài luôn. Cọng mì cả nhà thấy cọng mì không? Mượt mà mướt luôn, xinh xắn. Làm mì nước đồ ăn. Cọng mì rời rạc rất là ngon luôn. Đó, thơm mùi trứng nè. Dễ làm, đâu cần phải đi mua cho tốn tiền. Wow, ngon quá. Mì mình cắt xuống nó dài cỡ này nè cả nhà. Đó. Bây giờ mình ép tiếp tục cái mới ra. Đó, mình phải ép cho nó ra từ từ ra. Cho vô chút xíu bột nè. Rời cọng mì ra. Áo cái bột này. Mình vũ cọng mì này ra. Dạ, thấy không? Ngon quá chừng lắm rồi. Mình sẽ chia ra từng lọn từng lọn. Bây giờ mình cứ cắt đi. Đó. Rồi mình chia thành hai lọn. Mình túm nó lại cho nó tròn lại. Ăn nó thành từng lọn vậy đó. Để khi nào mình ăn thì mình có thể lấy ra từng lọn, từng giấc bột mình ăn. Đây, mình sẽ tiếp tục mình ép cho nó hết luôn nha. Chưa? Muốn làm sợi lớn cũng được, muốn làm sợi nhỏ cũng được, mà giờ mình thích ăn sợi nhỏ, mình sẽ làm sợi nhỏ. Muốn dài cỡ nào cũng được, tùy theo mình. Mình nghĩ cỡ này nó cũng đã dài rồi. Đó, mình sẽ chia tầm 2 giác. Nhúng vào bột chút xíu này cho nó rời rạc ra. Đó, rồi mình cuộn nó lại cho nó thành từng lọn nữa nè. Đó, dễ không? Quá dễ luôn. Công thức này rất là dễ làm. Nước cho tàu thì ở đâu cũng có bán mà.
mình đang đứng bên ngoài trời hơi lạnh, mình đang bị ho đó, mình tiếp tục mình ép nha, ép khi nào mà nó hết thì thôi. Bột của mình nó ép xong rồi cả nhà, nó sạch bách trong này luôn, nó không còn gì hết á đó. Bây giờ mình tắt máy nha, mình cho cả nhà xem này. Với công thức nửa ký bột này thì mình làm ra được 10 giáp mì, cả nhà thấy ngon không? Ngon quá chừng, mình làm bị sờ giòn hay mì nước cũng được, mình cứ làm để dành trong nhà mình ăn từ từ. Ngon chưa? Ba cỡ ngon luôn. Chúc cả nhà thành công trong cái món mì trứng chiến gia đình mình nha. Đó, mì thấy không? Ngon, mì không có bỏ phẩm màu gì vô hết, cộng mì tự nhiên, mùi của trứng rất là thơm. Bây giờ mình xin dừng video đến đây và xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video kỳ tới nha. Nếu cả nhà yêu thích món mì trứng của mình, xin chia sẻ cho mọi người cùng xem và đăng ký kênh. Và xin hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Đây mì trứng mình đã cho vô trong bao cả nhà đó, mình để dành cái tủ lạnh mình ăn từ từ đó. Mình cho vô cái bịch lóc này, mình vào nhà xem nó có từng giắt mì sẵn luôn.